Sáng ngày 2 tháng 3, Quốc hội khóa 15 đã khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ tư tại Nhà Quốc hội để kiện toàn công tác nhân sự chủ tịch nước. Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu kín với đại đa số tán thành, Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết bầu đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức vụ chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Có 487 trên 488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành chiếm 98,38% tổng số đại biểu quốc hội. Đúng 10 giờ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã mời tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên tuyên thệ. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sau đó đã lên buộc thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức. dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của tổ quốc trước quốc hội và đồng bào cử tri cả nước tôi chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với tổ quốc với nhân dân với hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó Đồng chí Võ Văn Thưởng sinh năm 1970, vào đảng năm 1993, quê quán huyện Mang Thích, tỉnh Vĩnh Long, dân tộc Kinh, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn, thạc sĩ triết học. Đồng chí Võ Văn Thưởng là ủy viên Bộ Chính trị khóa 12-13, bí thư Trung ương đảng khóa 12-13, thường trực ban bí thư khóa 13, ủy viên Trung ương đảng khóa 10 dự khuyết 11-12-13. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khóa 12, đại biểu Quốc hội khóa 12, 14, 15. Tóm tắt quá trình công tác. Từ năm 1992 đến năm 1993, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Từ năm 1993 đến năm 2004, công tác tại Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, lần lượt trải qua các chức vụ cán bộ thành đoàn, phó trưởng ban, trưởng ban, ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư, bí thư thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, phó chủ tịch, chủ tịch hội sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch hội liên hiệp thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 10 năm 2003. Từ tháng 11 năm 2004 đến tháng 10 năm 2006 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Quận ủy 12 thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng vào tháng 4 năm 2006. Từ tháng 10 năm 2006 đến tháng 12 năm 2010, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn từ tháng 1 năm 2007, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 12. Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 4 năm 2014, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi từ tháng 8 năm 2011. Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 1 năm 2016, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 1 năm 2016 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư. Từ tháng 2 năm 2016 đến tháng 1 năm 2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, phụ trách công tác tư tưởng văn hóa, khoa giáo và công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền, phụ trách công tác tuyên truyền về biển đảo, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, phụ trách Hội đồng Khoa học các ban Đảng Trung ương và Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh. Đại biểu Quốc hội khóa 14, từ tháng 1 năm 2021 đến nay, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị. Được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư vào tháng 2 năm 2021, phụ trách công tác nội chính, tài chính, kinh tế đối ngoại của Đảng, công tác đối ngoại nhân dân. Vào ngày 2 tháng 3 năm 2023, tại kỳ họp bất thường lần thứ tư Quốc hội khóa 15, được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.